Cây đuôi chuột là một cây được dùng phổ biến ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Cây đuôi chuột có rất là nhiều tác dụng chữa bệnh, tuy nhiên thì nó cũng có những kiêng kỵ mà các bạn cần phải lưu ý. Để tìm cây đuôi chuột thì không khó đâu, nó mọc rải rác ở khắp nơi thôi. Còn về bộ phận sử dụng thì mình sử dụng toàn cây, thu hái quanh năm đem về rửa sạch, cắt ngắn phơi khô rồi dùng. Cũng có thể dùng tươi cho một số trường hợp. Còn về tính vị thì cây đuôi chuột có vị hơi đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu tiện. Và các bạn lưu ý kiêng kỵ một số điều như sau. Đối với trường hợp phụ nữ đang mang thai thì không dùng nhá. Còn một lưu ý nữa, đây chính là nếu mà trong trường hợp mà bị huyết áp cao ấy, thì cũng không nên dùng. Bởi vì cao nước của cây có tác dụng tăng huyết áp mạnh. Và một trường hợp nữa là dịch ép của lá và rễ còn có tác dụng là gây nôn nữa, cho nên là các bạn chú ý khi sử dụng nhé. Đây chính là những lưu ý mà các bạn cần biết khi sử dụng. Còn bây giờ mình sẽ nói về cách dùng để chữa các loại bệnh từ cây đuôi chuột này. Trước hết là bài thuốc dùng để chữa viêm đường tiết niệu, da sỏi, tiểu buốt thì dùng cây khô sắc uống với liều lượng là 20 cho đến 40 gram, các bạn cứ đem về đun uống hàng ngày như vậy. Tiếp theo là bài thuốc dùng để chữa viêm họng. Cách làm như sau. Dùng lá tươi giã nhỏ, vắt lấy nước cốt uống dần để chữa viêm họng. Dịch ép của lá, rễ và thân cây tươi. Các bạn dùng với liều lượng nhỏ từ 30 cho đến 40 gram thì có thể làm thuốc bổ. Nhưng nếu dùng với liều lượng cao hơn thì sẽ gây nôn, kích thích tẩy. Còn đối với trường hợp bị sốt rét, các bạn cũng có thể dùng nước sắc của lá cây đuôi chuột này với liều lượng là từ 30 cho đến 40 gram khô đun uống để chữa sốt rét. Còn đối với bệnh lậu thì các bạn dùng rễ của cây đuôi chuột với liều lượng 30 gram đun uống để trị bệnh lậu. Trong trường hợp mà bị phong thấp đau xương thì các bạn chữa như sau. Dùng cây đuôi chuột và dây đau xương cốt toái bổ mỗi vị là từ 20 cho đến 30 gram, sắc uống ngày một thang. Để chữa loạn nhịp tim thì các bạn dùng cành lá cây đuôi chuột với liều lượng 30 gram, thạch xương bổ 8 gram, sắc uống ngày một thang. Còn trong trường hợp mà các bạn bị sưng tấy hoặc là mụn nhọt, các vết thương ngoài da, thì các bạn có thể lấy lá của cây đuôi chuột này giã nát và đắp vào các vết thương hoặc là mụn nhọt, những nơi thâm tím. Như vậy là cây đuôi chuột được dùng để chữa khá là nhiều bệnh, cùng với đấy là những kiêng kỵ nhất định trong một số trường hợp mà mình đã nói một cách rõ ràng. Bạn nào chưa xem kỹ có thể xem lại nhé.